Trong kho tàng cổ tích Việt Nam có một câu chuyện mà Sam rất thích, đó chính là sự tích hai cục búa. Câu chuyện kể về hai cô bé đều có hai cục búa rất to trên mặt. Trong khi cô bé hiền lành, trong một lúc đi hái nấm thì đã gặp phải những người bạn quỷ. Tuy rằng lúc đầu rất là sợ, nhưng mà sau một hồi ca hát nhảy múa với nhau thì họ đã trở thành bạn. Nhóm bạn quỷ này quyết định là giữ lại cục búa của cô bé để hy vọng rằng ngày hôm sau cô ấy sẽ quay trở lại vui đùa cùng với họ. Và trong câu chuyện, sự tích hai cục búa ngoài truyện của nhóm Xuân Cười sẽ khác như thế nào so với nguyên bản? Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Gì vậy? Tới giờ kể chuyện trước khi đi ngủ mà. Con buồn ngủ quá, giờ kể chuyện liền đi. Đây, để mẹ kể cho hai ba đứa con nghe nha. Ngày xưa, ngày xưa. Lên. Ê, giờ. Ôi. Hôm nay kể chuyện hai cục bú chứ không phải kể chuyện tấm cám. Minh họa đó con. Lại nha ba đứa. Dạ. Ngày xưa, ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô chị. Ôi, cô chị cứ nghĩ là mình đẹp lắm, nhưng thật sự là không đẹp. Mặt cô chị có một vết nám, trên vết nám có một cục bú. Cô chị đau khổ vì điều đó, cho nên ngày nào cô chị cũng buồn, cô chị cũng khóc. Sáng khóc, trưa khóc, chiều khóc, đứng khóc, ngồi khóc, nằm khóc, đứng khóc, ngồi khóc, nằm khóc, đứng khóc, ngồi khóc, nằm khóc. Lát tôi quýnh bà khóc đó. Cô chị hết khóc. Thế là cô chị mới dùng tất cả tiền của mình để làm gì? Để đi tìm kiếm dân làng. Dân làng ơi, dân làng ơi, dân làng đâu rồi? Có ai thấy dân làng đâu không dạ? Dân làng ơi. Ba đứa là dân làng á, ra phụ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Dân làng đây, dân làng đây. Cô dùng tiền của mình để làm gì? Để mua chuột dân làng. Mua chuột dân làng, mua chuột dân làng, mua chuột dân làng, mua chuột dân làng. Cô chợt nghĩ, sao nay dân làng nhiều vậy? Cô vẫn tiếp tục mua chuột dân làng. Mua chuột dân làng, cô mua chuột dân làng tới khi hết tiền. Hết tiền luôn. Cô không biết làm gì hết, cô đành nói mục tiêu của mình. Nói nhỏ. Nói này không ai nghe luôn, nói lớn lớn, hiểu không? Hết. Hết. Ủa hết rồi. Sau khi nói mục tiêu của mình cho dân làng nghe, cô đi vô. Ba nha. Cô em xuất hiện. Đó. Cô em là một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp, cũng có một cục bú mà bự hơn cô chị. Dân làng thấy cô em, dân làng bêu rếu cô em. Dân làng bêu rếu cô em. Dân làng bêu rếu cô em. Dạ. Dân làng đang bêu rếu tôi. Ê, mắc gì bêu rếu mẹ. Tiếp tục câu chuyện. Dân làng rất tức giận. Dân làng đẩy cô em đi. Cô em không đi. Dân làng lại đẩy cô em đi. Cô em không chịu đi. Dân làng đẩy cô em đi. Cô em không đi. Dân làng kiệt sức. Cô em mới đi. Hết. Ủa mẹ. Hả? Kể chuyện gì đảng hậu gì đang hay mà kể tiếp đi. Hả? Chuyện tới đó hết rồi. Chuyện gì? Đâu bây giờ đâu phải sao nữa chứ kỳ cục vậy. Ủa nhưng mà mẹ ơi, bây giờ là cô em như vậy rồi, cô em đi đâu về đâu? Bây giờ muốn hỏi cô em đúng không? Dạ dạ. Cô em vô kìa hỏi đi. Wow. Thần tượng. Hả? Cô em, cô em, cô em, cô em, cô em. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Hai. Bước qua bên này. Ba đứa con đáng yêu bụ bẩm của mẹ. Nghĩ sao vậy? Mẹ dạy sao gia đình mình phải có nề nếp chứ. Cái gì cũng phải từ từ, tém tém lại. Nghĩ làm sao mà làm như vậy vậy hả? Không được gì hết, đưa điện thoại đây. Chụp dạ. Tấm hình nha. Dạ. Mẹ. Hả? Tém tém lại. Kệ mẹ. Trời ơi, con biết không con gái. Con chính là một niềm hạnh phúc, là thần tượng của bác. Cho nên cho bác xin chụp tấm hình nha con. Dạ được. Chụp giùm gia đình bác bắt tấm. Mọi người chuẩn bị. Vô. Đó, hay chưa? Đó. Rồi không có hình thần tượng. Trời ơi, tự nhiên mẹ đưa thần tượng chụp thì làm sao có thần tượng trong hình được. Vậy giờ làm sao?
5. Nghĩ cách đi. Đúng rồi. Con ơi, con cầm đi, để thôi để mẹ chụp cho con. Vô. Đó. Rồi, không có hình mẹ. Mẹ đứng mẹ chụp làm sao có hình mẹ được? Vậy giờ làm sao? Để con, anh em chuẩn bị. Mẹ đứng vô. Mẹ đứng này, mẹ đứng vô, mẹ đứng vô. Ra qua bên. Mẹ đứng vô. Cô gái chính ngồi một bên. Rồi, đứng vô mẹ, nhìn đây. Đừng cười, đừng cười, đừng cười. 1, 2. Xong. Thế gì vậy con? Hình hờ. Hờ. Chù mẹ chết hả? Vậy chứ làm sao chụp được? Trời đất ơi, không chụp được mới là mục đích của con nhỏ này. Hiểu không? Là sao? Đây là đề bài của nó phải chụp hình được mình. Hiểu chưa? Đây mẹ nói cho con nghe. Con gái ơi. Khoan. Nhưng mà cho làm quen đi, làm quen từ đi. Từ từ để mẹ nói. Đây là ba đứa con trai của bác. Bây giờ con hãy làm quen với em nó nha. Con. Đây. Mắng tim. Mọi người ơi hãy nhìn đi. Người ta hay gọi nó là quỷ sứ. Sao vậy bác? Tại nó trồng răng sứ. Hả? Con ngộ mẹ luôn. À, con biết bác là quỷ gì rồi. Sao con? Quỷ niềng răng. Ai mượn? Đứa thứ hai. Trả điện thoại. Hồi nãy mẹ kể là em là bị mọi người xa lánh rất là tội nghiệp. Anh là rất thương người cho nên là cho tiền em nè. Đúng rồi. Nó thương người lắm, nó lương thiện lắm. Cho nên người đời hay gọi nó là quỷ từ thiện. Tiếp theo. Dạ con chào cô. Ủa? Sao chú kêu con bằng cô? Má, cô kêu con bằng chú kìa. Con ơi, nhìn mặt nó già vậy chứ nó còn con nít lắm. Con ơi, mục đích con tới đây làm gì? Mục đích của con là làm sao giải được đề bài của mẹ đưa ra. Nếu như con chụp được một tấm hình mà có ba người này, mẹ và con trong đó, con sẽ được gỡ cục bú. Con hiểu chưa? Dạ hiểu. Mẹ! Cái gì? Qua đây! Sao con? Trời ơi, cái đề bài gì khó quá, sao loài người làm được? Đúng khó rồi. Quá hả? Không được đâu, làm sao mà một tấm hình có 5 người được? Cái chuyện đó không bao giờ làm được. Đúng rồi, rồi. Khó vậy luôn hả? Mẹ thông minh quá. Ơi. Hả? Wow, cô gái, làm sao mà cô có thể chụp hình đẹp như vậy? À, tôi biết rồi, đây là điện thoại thông minh nhất năm 2018. Chức năng rất là đặc biệt. Chức năng của nó vô cùng đặc biệt. Người nghe có thể gọi và người gọi có thể nghe. Cái điện thoại này mua được ở đâu mà hay quá vậy? Xin mời mọi người hãy đến với cửa hàng Tiếu Lâm Nhạc Hội mua điện thoại và ủng hộ đội Xuân Cười của tụi em nhé. Rồi. Ủa giờ này giờ quảng cáo hả? Nghĩ sao quảng cáo vậy? Mục đích đâu? Con gái ơi, con gái của mẹ. Dạ. Trời, con hay quá, con vô đây con tạo không khí ghê luôn. Trời, chúng ta hãy thành nhiệm vụ đi. Hãy giật cục bú này ra. Ủa, tại sao vậy mẹ? Ủa, sao vậy? Bởi vì đây là thứ gọi là quý hiếm nhất trên người nó. Mình phải lấy ra để chi? Để lần sau nó quay lại, nó lấy lại cục bú, nó mới làm chuyện vui cho mình coi tiếp. Hiểu chưa? Hát như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Đúng rồi, để mẹ. Để mẹ trổ tài phép thuật. Wow, trời ơi. Ôi. Mẹ tặng con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ có biết là con phái cục bướu này lắm không? Em có bướu rồi. Chúc mừng em đẹp trai nhất tổng này luôn rồi. Con ơi, con biết cả hết rồi, con về đi. Cảm ơn bác. Ai dừng lại. Để quên điện thoại ơi. Trả nè con ơi. Trả con. Đâu rồi? Ủa mà quên nữa mẹ. Vậy. Ủa cô về rồi, bây giờ sao nữa, kể chuyện tiếp đi. Mục đích tiếp theo của chúng ta lớn hơn, đợi đi, nó vô liền. Ai nữa mẹ? Ai vô đi con. Ô kìa cô gái. Tại sao cái mặt nó còn buồn hơn là cái nhạc nữa vậy? Thôi, cho tiền nè, đi về đi. Đi đi. Ê! Đi rồi. Mày đuổi nó về làm sao chơi tiếp? Ủa à, là sao? Vô. Được vô. Ừ. Trời ơi, chào đại gia đình mình. Trời ơi, gia đình mình vui quá à nè. Tôi nói cho biết nha, tôi là cô chị trong truyện đó. Trời ơi, thần tượng tôi lắm phải không? Thần tượng lắm phải không? Trời ơi, chụp hình đi. Không có thích con nhỏ này bị vô duyên.
Không sao. Kì, không sao chứ. Nè trời ơi. Ui, già trước ở đây nè trời ơi. Là mẹ ở đây đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, biết mà. Ê, trời ơi, có râu, có râu. Dạ, em chào bác trai. Vậy trời ơi, hai đồ chồng cũng đẹp thôi. Nhìn mặt có nét phụ thế, có nét đẹp thôi. Con út của tôi đó. À, ra đây. Đây là chồng đúng không? Đứng lên, đứng lên. Đứng lên bác trai. Đó, bác trai cũng cao ráo như vậy. Trời ơi, bác trai cao quá. Con thứ gì của tôi đó. Đây, ra đây. Ra đây bác trai nè. Đúng không? Trời, trẻ nè, đẹp trai nè, được. Con cả. Vậy chồng bà đâu? Chồng tôi chết rồi. Đừng buồn em ơi đừng khóc. Dẫu cho em đang mất đi tình yêu, em cố chỉ cũng không được yêu đuối. Chuyện quá khứ xem như là giấc mơ. Chỉ là em thật bối rối, trái tim em dường như muốn tan ra. Chờ khi mọi để cho em thôi. Nãy giờ là vui lắm luôn á, đang có cái không khí của Tiếu Lâm Nhạc Hội vui. Ủa, quá trời vui. Kể chuyện buồn cho tôi nghe đi. Không sao, thấy lanh lẹ vậy đó. Chứ con là một người sống rất là nội tâm, cho nên con sẽ kể cho tất cả mọi người nghe một câu chuyện buồn. Câu chuyện là như vậy. Chuyện buồn, ê, cái chuyện buồn. Đang muốn khóc lắm, nghe chuyện buồn là đúng bài à. Mọi người ơi, ngày xưa trong một ngôi làng nọ có một cô gái, trên mặt có một vết bớt, và trên vết bớt đó có một cục bú. Cô phải tìm mọi cách để gỡ cục bú đi. Cho nên cô chạy lên tiếp trên núi và tìm vào động quỷ, bởi vì cô nghĩ rằng vào trong đó những con quỷ sẽ tháo đi cục bú. Nhưng mà vào trong động quỷ rồi, không con quỷ nào tháo cục bú của cô gái, mà bắt cô ấy phải kể chuyện buồn hết. Ủa nó buồn chỗ nào? Cái chuyện buồn mà, cái không buồn á? Không hề buồn. Cái đó mới là mở bài thôi, nó chưa buồn. Mới vô sao tao buồn liền được không? Bây giờ vô thân bài mới buồn nè. Tiếp nè. Tập trung mấy đứa dạt ra nghe nói chuyện. Bài mới buồn. Dạ. Và sau đó, sau khi mà không ai gỡ cục bú cho cô gái, thì cô gái mới bỏ đi. Cô gái chạy về nhà. Sắp buồn rồi. Chị ơi chị. Hả? Chị làm quỷ, chị có thể biến cho em miếng nhạc cho em dễ buồn không chị? Xin lỗi anh. Cho miếng nhạc buồn đi em. Trời ơi chị, thép thật chị cao siêu. Tiếp câu chuyện tiếp của em đi. Tiếp câu chuyện buồn đi, sắp mấy cục buồn. Cô gái không tháo được cái cục bú. Cô gái chạy về tới nhà mình, gặp mẹ của mình. Khúc này buồn nè. Mẹ cô gái mới nói với cô gái nè: con ơi, cái mặt con vẫn còn cục bú hết. Ai à, nãy giờ tôi nhìn nó luôn á. Cười mà gớt cái mắt. Không có gì á, giờ mắt cười chết. Chạy cái mắt luôn nè. Chưa buồn luôn hả? Chưa buồn. Bây giờ vô kết bài nè, khóc liền, kể tới đâu khóc tới đó liền nè. Bi kịch. Tiếp nè. Kể đi con. Bi kịch nằm ở cái kết. Rồi á, mẹ cô gái mới nói như vậy. Cô gái mới quyết định quay lại và nói thẳng vô mặt mẹ mình một câu. Câu gì? Thôi kệ đi. Hết. Trời ơi. Trời mắc cười. Đây, thử thách là kêu kể chuyện buồn đúng không? Buồn bây giờ cái chuyện nó không buồn mà tôi báo cho cô một tin buồn. Sao? Cô thất bại rồi, không lấy được tôi đâu. Đúng rồi. Chuyện gì vui quá à. Giờ đi ra. Giờ tới người tiếp theo đi nè. Tới cưng anh đi. Dạ thưa cô. Sao? Mẹ con hay nói rằng học ăn, học nói, học gói, học mở. Ừ. Dạ ăn thì con ăn như heo, gói mở gì con đều làm được hết. Chỉ có nói là con không biết. Dạ, có thể chỉ con nói được không? Đúng rồi. Thấy chị ăn nói lanh lẹ không? Thấy dạ. Học của chị, mẹ mình không dạy được thì chị dạy. Dạ. Ê, rồi. Chị có dạy nha. Dạ, nhưng mà chưa tới. Dạ, em dạy thêm. Nha. Chị nói như thế nào? Em nói lại y chang như vậy. Dạ. Nhớ không? Dạ. Dạ rồi. Dạ kính thưa cô bác chị, có thương thì thương cho trót, có gọt thì gọt cho trơn, có bào thì bào cho láng, đừng có để sọc dừa. Tội nghiệp cho em tụi em lắm cô bác chị mình ơi. Nói đi cưng.
Dạ lâu lâu mới có một kỳ Giải Năm Thở Mười Thì mới có một khi cà ren bánh mì hủ tiếu ngày nào cũng có mà hội chợ lâu lâu mới có một lần bà con có bắt đi tham gia và tham dự. Không đi hội chợ thì thôi, khi đi hội chợ nhớ lôi quà về, mà không đi là nhớ là thương, có đi là bắt cái mưa và cái cầu, không đi là nhớ là sầu, có đi là bắt cái cầu và cái mưa. Bà con có bắt ơi mãi vô mãi vô mãi vô. Mới học có một xíu thôi mà nó nói quá nói kìa. Nó làm gì thấy ghê vậy? Ôi hay quá luôn con. Thôi tôi tiếp nè. Dạ cứ thưa quý vị, bốn đợt chúng em sống được là nhờ sự yêu thương của tất cả quý vị. Và có bác chị nào mình chưa có vé mình giơ tay lên, giơ tay lên, chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ của bác chị mình luôn. Vô. Dân chỉ có 2.000 đồng một vé, mà bây giờ là có vé trên tay rồi. Hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu, chào đón cô dâu chú rể, nghiêng về cô dâu 37 độ 5, cô dâu nghiêng qua 35 độ 7, hoa cô dâu chú rể hôn nhau, hôn nhau, hôn nhau, hôn nhau. Thôi. Trời đất ơi, nó nói hay quá, nó không lại rồi, tới đứa thứ ba đi. Gì? Sao cưng? Giờ em thích coi cử tạ. Cưng hả? Thôi ở đây không có tạ, giờ chị ca hát đi cũng được. Trời, ca hát là nghề của chị, để đó cho chị. Nghe nè. Vô. Dạ xin mời quý vị bắt đầu. Do số rồi. Nhà mình có vé không? Cho em vé luôn rồi. Đây bán đi em. Đây nè. Đó. Bán đi ba đứa. Bán đi mấy đứa, bán cho bà con của bác ở đây đi mấy đứa ơi. Lên bán đi. Vô. Lẹ đi lẹ đi. Dò đi nha, lát mới chứng tượng đi mọi người ơi. Dò đi. Lẹ lên, mỗi người một tấm vé của bánh chim mình ơi. Mọi người, hai chục vé giơ tay lên em nha. Mọi người, mọi người. Em. Còn may gì đây, còn may gì đây, còn may gì đây, may gì đây. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Ôi. Dưới đôi bờ sông Hậu Giang, sông trăng đón chào. Cô nàng ăn bánh ngon mua giùm vô nè con. Bánh mía dũng thờ vô vô. Không có số, không có số chị. Bánh không có số, bánh bánh đâu có số. Không có số hát gì đâu, vậy cũng hát. Để mẹ vô con tới chị đi chị. Mẹ vô số gì đa số gì đa số gì đây số, số gì đa chơi. Chảy giờ dò hết số chưa mọi người ơi. Vô ơi ơi người ơi sao người ơi ơi người ơi người ơi, ơi. Sao? Người ơi 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 người ơi 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 người ơi người làm gì có số thầy. Người ơi ơi người ơi hả? Người ơi ơi người ơi người ơi không có số thấy chưa. Người ơi ơi người ơi người ơi không có số luôn. Ơi ơi người a 33. Trời ơi thôi 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 đi, nghỉ đi nghỉ đi nghe. Ê vậy cái gia đình sao cái gì cũng biết hết vậy? Đương nhiên rồi, gì cũng biết hết đó. Bây giờ bỏ, tôi nói thẳng luôn, tôi vô đây không có phải là để lấy chồng gì hết trơn á. Chứ vô làm gì? Tôi vô tôi gỡ cục bú nè. Bây giờ chị ơi chỉ em cách gỡ cục bú đi. Ở đâu bây giờ chơi vậy không vui hả? Không gỡ cục bú được đâu. Không có gỡ. Bây giờ muốn gỡ đúng không? Gỡ nè. Qua đứa bên kia, bên bển hả? Đúng rồi, tôi là chuyên cấy bú. Ê trời, em là gỡ ra chứ không có cái. Đứa thứ hai. Đứa thứ hai sao? Tôi chuyên gắn bú từ người này qua người kia. Chị ơi quá cha, ba nói chị ơi. Đứa thứ ba. Đứa thứ ba phải không? Ừ. Dạ bú em nhiều lắm. Bụp. Chúc chị mừng ơi, con. Bây giờ em đúng rồi. Cái gì kỳ vậy? Con em là em phải gỡ vậy bú chứ. Mà trời bây giờ không có chấp nhận chuyện như vậy. Tặng con một dây chuyền bú. Thôi bây giờ. Các con. Bây giờ sao? Bây giờ biết sao bây giờ? Trời ơi, cái gia đình gì kỳ vậy? Con ơi, hãy nhìn thẳng vào camera ống kính đi con. Đây. Con biết sao không? Sao vậy? Mục đích mà ta dẫn con vô đây để làm gì? Con ác lắm. Con nghĩ sao vậy? Con lừa, con dùng mọi chiêu mọi trò để con biến cô em của con á, để cho nó làm sao? Ngày đêm nó đau khổ. Con nghĩ vậy con làm gì tốt? Quan trọng là tấm lòng mình nè con hiểu không? Không phải bề ngoài. Mấy đứa gắn hết bú lên người nó cho mẹ. Ở đường của ta. Trời ơi sao tự nhiên tôi có một cục bây giờ vô cả đống cục vậy? Xin chúc mừng các bạn trong nhóm Xuân Cười đã hoàn thành tác phẩm của mình rất xuất sắc. Sam ngồi với mà Sam coi Sam cười không ngớt luôn. Đặc biệt là với phần trình diễn của ba mẹ con này rất là đáng yêu, với lại thêm hai chị em nữa. Đặc biệt là màn pha lô tô. Kêu lô tô rất là thú vị. Không biết là các bạn lấy ý tưởng cho cái tác phẩm này từ đâu? Thực sự thì xin chào chị Sam, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thiếu Lâm Nhạc Hội. Nhóm em muốn lấy một câu chuyện cũng khá là gọi là cũng
lâu lắm rồi. Cũng lâu lắm, cũng lạ hơn so với những cái chuyện khác. Và anh em cùng nghĩ định là nghĩ tới câu chuyện là sự tích cục bú và hai chị em. Thì anh em mới cùng nhau tập và phá và thêm những mảng miếng như là lô tô hay là những cái trò chiêu trò khác để làm cho không khí nó vui nhộn hơn trong để cái nó có màu sắc này. Hơn yeah. Bởi vì nhóm cũng nghĩ là với cái câu chuyện nó đơn giản như vậy thì mình thay đổi một chút xíu để cái kết cục cuối cùng thật sự là cái gia đình quỷ này chỉ muốn trừng phạt cái cô chị thôi, bởi vì cái quan trọng vẫn là cái nét đẹp ở bên trong chứ không phải là nét đẹp bên ngoài. Cho nên đây là một cái bài học cho cô chị, và cũng đó là cũng là một cái lời muốn nhắn nhủ tới tới mọi người qua cái tiết mục này. Sam cũng cảm ơn tiết mục mà các bạn mang đến, cũng giống như là một cái bài học rất là thú vị và ý nghĩa mà các bạn muốn gửi cho quý vị khán giả. Đúng như hồi nãy là Quỳnh Quý và Nghĩa chia sẻ là cái câu chuyện sự tích hai cục bú này là hồi nhỏ Sam có đã từng coi rồi, nhưng mà dường như là lâu quá nó không nằm trong ký ức của mình luôn, bởi đúng vì rồi. Nó cũng là một trong những cái tác phẩm trong kho tàng văn học của Việt Nam mình, nhưng mà mình không có nhớ vậy, ít người khai thác quá. Nhưng mà ngày hôm nay tại sân khấu của Tiếu Lâm Nhạc Hội cũng nhờ nhóm Xuân Cười trình diễn cái tiết mục này mà Sam một lần nữa được gợi nhớ về cái tuổi thơ của mình. Cảm ơn tiết mục mà nhóm Xuân Cười mang đến cho quý vị khán giả, cũng như cảm ơn phần trợ diễn của bạn Susu Gia Huy và bạn Trường Sơn. Và bạn Trường Sơn, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ yêu thích tác phẩm này, yêu thích sự tích hai cục bú mà nhóm Xuân Cười gửi đến cho quý vị khán giả. Xin quý vị khán giả hãy cùng ủng hộ cho nhóm Xuân Cười thật nhiều nhé.